Xin chào các bạn. Hôm nay là hai chị em đi đâu ấy? Mình về Việt Nam. Mình đang chờ máy bay nó không hạ cánh xuống. Hôm nay các cháu được về Việt Nam ăn Tết à? Xin kính chào mọi người. Nhà Tết với bà. Được ăn Tết rồi, ăn Tết. Ăn Tết gì cả? Ăn Tết rồi, ăn Tết. Độ Tết về là tất cả bà con kiều bào từ Cộng hòa Séc và các nước khác là háo hức để chờ đón về Việt Nam. Và đây là đang bố con cháu đang ở sân bay Václav Havel Praha, Cộng hòa Séc. Đấy, toàn trên chuyến bay từ Praha đến Dubai và từ Dubai về Hà Nội. Trên chuyến bay Dubai này về Hà Nội ăn Tết thì là 90% là khách hàng là người Việt Nam mình. Người Cộng hòa Séc. Còn khoảng 10 phút nữa là bố con cháu lên máy bay đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 2 Mình chào là đúng lịch sự mà gặp người lớn phải chào gì? Để gặp người lớn phải chào á. Chào gặp bác chào màu phải chào bác. Gặp chị sáu nâu phải chào chị. Đi trước đi mà. Đầu tiên qua. Ra tàu bay nói. Đi nhanh cũng vẫn phải đợi các con thấy không? Bình tĩnh. Không được vội. Sáng chưa? Cứ bình tĩnh rồi đến lượt mình. Rồi bao nhiêu công sức ngồi chờ đợi. Mình đi nhanh quá thì vẫn phải đợi. Đấy. Bây giờ là tìm xuống tận dưới. Mình không ngồi với nhau à? Ngồi hai tháng đấy, thế mà bay là mầm. Nhờ, có bao nhiêu đấy không? Mấy hợp lý đấy. Đây là 11 F. Nhi mà không có đến chưa? Anh em quan điểm gì nhá? Ở cái nhà đấy. Đây là đây là mình và người đại khái à, vừa gọi điện cho luật sư sáng nay rồi. Bây giờ ta đang trên máy bay. Hai ba năm sáu bảy tám chín mười. Cái ba của quan mình là ngồi. Quay. Rồi quay rồi, đang quay. Các bạn nhìn thấy không? Máy bay nó đang bay đấy. Con giới thiệu đi, ở đây bay khỏi, đây là bay từ Praha đến Dubai. Đây bây giờ đang bay Praha đến Dubai. Việt Nam đúng không bố? Đến Dubai các bạn ạ. Đây là bến xe sang đến Dubai, sang đến Việt Nam. Đây mình, đây bố mình với chị mình đang đi ra Việt Nam. Nhưng nó sẽ đi qua Dubai sau mới đến Việt Nam. Các bạn nhìn thấy không? Đẹp chưa? Ở dưới đất các bạn nhìn thấy không? Không hai chỉ ngay từ cửa sổ thì nếu phát kia đi cửa tàu hai chuẩn bị bay lên. Bạn nào mà không biết mà đi máy bay nó như thế nào thì hãy xem kênh này. Không biết máy bay nó đi như thế nào.
mà lấy đà lâu thế. Bầu trời trong xanh mắt lành. Rất là mắt lành. Trời ơi, một cái máy bay nào đây mình đẹp thế trời ơi. Các bạn nghe không? Đẹp chưa này. Có nguyên cái y cái hình đó này. Đây là đi lấy đà các bạn ạ. Our menu on our Wi-Fi portal without watching the Wi-Fi package. Connect
cơm nhá. Vừa ở nhà ăn cơm trên máy bay đấy. Đây là màn hình để xem tivi. Đây là chơi game. Mỹ mời cả nhà ăn cơm luôn. Cả nhà ăn cơm. Trên máy bay đấy. Các bạn đã ăn cơm ở đây rất là xịt sò con bò luôn. Cơm trên máy bay có gì? Có thịt, có cá sè, là khoai tây, nhãn và với lại ngô với lại cái nước này, bánh mì này, bánh mì này có cả cái này là xí á. Có cả sô-cô-la này. Kết thúc ấy. À, của con có gì nào? Của con có cá sè. Rau này. Rau chín. Còn này salad đấy. Salad. Cái này là cái gì con? Cũng có bánh mì này. Bánh mì, bánh. Có bơ nè. Bơ. Vừa ăn vừa xem. Rôm đậu phụ. Mời cả nhà đi. Ta mình gọi một cốc rượu vàng nữa. Rượu vàng đỏ. Vừa ngồi xem phim. Đây là cái bàn em ngồi trước máy bay. VIP quá nhỉ. Này chị em VIP quá nhỉ. Dubai. Con cháu đang đi một vòng dạo đây để cho bố lấy, bố cầm áo lắm. Đấy con ơi, đi ra chơi nhớ B10 lại quay đấy. B8. Đây là bán đồ lưu niệm đấy. Bán đồ lưu niệm này. Ô, đây có cả mì à, Vinwest à, cốc tai à. Cháu đi ra này xem là nó có cục vàng ở đâu này. Rộng lắm. Con xem các hãng đi là có hãng gì không để vào. Ok em. Wow. Còn ấy không nhỉ, nhỉ? Để ý là còn với hả? Đừng có xem lại. Đây là toàn đồ mỹ phẩm nữa. Còn rượu tiếc đâu. Đây toàn mỹ phẩm đấy con ạ. Đây. Đi ngược lên trên này sao. Bé có đi đái không? Đi vào đi đái đi. Đi vệ sinh đi. Thế là con cháu đã đặt chân xuống Việt Nam rồi. Cảm giác nó cứ nâng thì lâu ngày thì không chưa về Việt Nam mà cảm giác nó hồi hộp xuyến sang như ngày đầu. Hai chị em lao lên trên đường băng này con này. Đỡ đi bộ. Cảm giác về Việt Nam nào con? Ok không? Bình thường. Bình thường á? Không thấy hồi hộp tí nào à? Hay là em đi được về nhiều quá không hồi hộp nữa. Về như về nhà vậy nhỉ? Đấy, về như về nhà vậy nhỉ? Sướng. Đi con, xong phi đi. Chả biết thế nào. Chả biết thế nào một lần đấy. Đấy anh thế với anh mới bảo rồi. Em bảo là kể cả có tiền thì không muốn tiền không đừng bao giờ vỗ ngược. Còn gì nữa? Sông có khúc ngờ lúc đời còn dài chưa không, biết này nào. Không biết ai nói chưa được cái lúc gì. Lúc nhắm mắt chơi tay mày là. Biết mình có sướng. Thì mẹ mày thì gọi cái đéo. Mẹ thời mình cầm máy quay camera này tưởng công an chết người. Để hốt.
Yên Bình. Thấy mùi, ngửi thấy mùi khí rồi. Đây là đến thị trấn Bình Dương mình rồi anh nhỉ? Bình Dương. Là Bình Dương à?